Trước buổi tập ngày 9 tháng 7 của đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận cuộc gọi từ Việt Nam và vui mừng chia sẻ hình ảnh đang trò chuyện với bà Ngọc Huyền, vợ của ông. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thông tin về tình hình thời tiết đang mưa và đội phải trú ở khán đài A có mái che. Bà Ngọc Huyền cũng gửi lời động viên và chúc đội tuyển nữ Việt Nam. Trước khi đội tuyển nữ Việt Nam lên đường, vợ của huấn luyện viên Chung đã cẩn thận nhắc nhở ông về tình hình sức khỏe và an toàn. Cuộc gọi từ gia đình đã mang đến động lực lớn cho toàn bộ thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam.